nhà rồi nói xe luôn hả? Tặng cái tưởng tặng cho cái xe luôn chứ chạy. Dạ, cảm ơn mình rất là nhiều à. Em mệt thấy mẹ luôn. Em mời quý vị nước chăm rất là xuất sắc luôn. Dạ em đang cầm trên tay cái thẻ xe của ai làm rớt kiểm tra lại quý vị nha. Rồi đây nhập lại thì đây ha. Và bây giờ có ai chưa có vé hả? Dạ đi ai đi, chị mới đi xuống cuối đường trăm. Dạ còn vé chạy cái bút tôi. Trời ơi trời, ai đài là gì? Nàng tiên cá hả má? Trời ơi sao bữa nay mà thánh nhau mà giả lộ mà kỳ gì đi hai hàng không hết trơn. Rồi có ai giúp đâu. Để nói vậy, bây giờ cái tay tôi bắt được có cần gì? À, nếu biết chưa có người tiền trai, có gì cho tay em? Dạ. Dạ.